2 giờ sáng ngày 1 tháng 7, trận thư hùng sinh tử trên sân Cologne Stadium. Những chú bò tót thiện chiến đối đầu với chú ngựa ô của giải đấu Georgia, tập thể mà La Rosa từng hủy diệt đến 7-1. Dù vậy đây là vòng loại trực tiếp và thầy trò La Fuente không được phép chủ quan. Bò tót đang băng băng về đích khi là đội duy nhất tại Euro giữ vững được thành tích toàn thắng. Sự hoàn hảo được đoàn quân của Luis de la Fuente đặt lên hàng đầu với mục tiêu không gì khác ngoài đưa chiếc cúp bạc trở về nhà. Trong khi đó, Georgia vừa đánh bại dàn sao Bồ Đào Nha để ghi tên mình vào vòng 1/8. Dẫu biết sự chênh lệch về thực lực giữa hai đội bóng là không hề nhỏ, nhưng cho bóng đá, chẳng ai dám nói trước được điều gì khi chưa kết thúc 90 phút thi đấu. Ngày hôm nay, các bạn hãy cùng tôi, huấn luyện viên Mai Anh Tài, tìm hiểu những thông tin đáng chú ý về cặp đấu này trước giờ bóng lăn nha. Sau 3 trận đấu tại vòng bảng, thành tích của đoàn quân huấn luyện viên Luis de la Fuente vẫn đang cực kỳ hoàn hảo khi có được 9 điểm tuyệt đối, khi được 5 bàn thắng và vẫn chưa bị thụt lưới bàn nào. Không quá khi nói rằng cho tới thời điểm này, La Rosa chính là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, khi những Anh và Pháp đều thể hiện bộ mặt thiếu thuyết phục, còn đội chủ nhà Đức vừa suýt phơi áo trước Thụy Sĩ. Đối đầu với Georgia vòng 1/8, có thể nói Tây Ban Nha đã được gặp đối thủ yếu nhất tại vòng loại trực tiếp. Trong 7 lần gặp gỡ trước đây của hai đội bóng xứ đấu bò đã thắng tới 6 trận và chỉ một lần nhận thất bại trong trận giao hữu năm 2016. Trước Georgia, nhà vô địch năm 2012 đã ghi tới 19 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua trong lần chạm trán gần đây tại vòng loại Euro 2024. Những chú bò tót đã hủy diệt đối thủ với tỷ số 7-1 ngay trên sân khách. Nhiệm vụ của thầy trò Luis de la Fuente trong trận đấu rạng sáng ngày 1 tháng 7 sắp tới sẽ không chỉ là chiến thắng mà còn là phải là thắng nhanh chóng, thuyết phục để giữ sức cho những trận đấu khó nhằn tiếp theo. Được đánh giá cao là vậy, nhưng huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha vẫn cực kỳ cẩn trọng trước giờ bóng lăn. Ông đã chia sẻ với báo giới: "Chúng tôi sẽ dành sự tôn trọng đối với Georgia một cách tối đa. Họ đang có một giải đấu tuyệt vời khi vừa đánh bại Bồ Đào Nha. Chúng tôi sẽ phải thể hiện phiên bản tốt nhất để có cơ hội đi tiếp." Tây Ban Nha nhận thấy họ đang tiến bộ và có sự cải thiện rất nhiều về mặt phong độ. Vì thế chúng tôi sẽ phải thể hiện bộ mặt thi đấu tốt nhất để có cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu này. Rõ ràng với chiến thắng bất ngờ trước Bồ Đào Nha, các đội bóng đã dành nhiều sự chú ý hơn đến Kvaratskhelia và các đồng đội, và La Rosa sẽ không mắc phải sai lầm của những người hàng xóm trên bán đảo Iberia. Với việc đã thay đổi cả 11 vị trí chính thức trong loạt trận cuối trước Albania, Tây Ban Nha sẽ có được đội hình mạnh nhất của mình trong trận đấu đầu tiên của vòng loại knock-out. Sự vắng mặt đáng chú ý nhất bên phía đội bóng xứ đấu bò là chấn thương của trung vệ Nacho Fernandez, nhưng Laporte cũng đã thể hiện rất tốt trong hai trận đấu cuối của vòng bảng. Trung vệ Vivian cũng đã có 90 phút trước Albania để làm quen với nhịp độ thi đấu. Vì vậy, sự thiếu vắng gương mặt kỳ cựu Nacho sẽ không phải là một thảm họa với huấn luyện viên Luis de la Fuente. Ông vẫn có được những nhân sự ưng ý để tiếp đón Georgia. Về mặt chiến thuật, Tây Ban Nha vẫn luôn thi đấu với nền tảng là khả năng kiểm soát, áp đặt thế trận với những cầu thủ đậm chất kỹ thuật của mình. Tuy vậy, sự hiệu quả chính là điểm khác biệt của La Rosa dưới thời của Luis de la Fuente. Họ không còn là đội bóng kiểm soát bóng tới 83%, nhưng vẫn thất bại trước Nhật Bản, mà đầy sự trực diện, sẵn sàng nhường thế trận để đưa đối thủ vào cái bẫy được giăng sẵn. Trước Georgia thua kém về mọi mặt, đương nhiên Tây Ban Nha sẽ là người làm chủ thế trận. Đội bóng bán đảo Iberia sẽ muốn dứt điểm trận đấu từ sớm để đưa ra những toan tính khi phải chạm trán Đức hoặc Đan Mạch ở vòng tứ kết. Không khó để dự đoán đội hình ra sân của Tây Ban Nha trong trận đấu này, với bộ khung đã được xây dựng vững chắc. Trong khung gỗ vẫn là Unai Simon với khả năng chơi chân tự tin để tối đa hóa khả năng kiểm soát bóng từ phần sân nhà. Lenormand cùng với Laporte sẽ tạo thành hai hòn đá tảng trước khung thành của Tây Ban Nha. Còn cánh phải sẽ được chấn giữ bởi huyền thoại Champions League Dani Carvajal. Phía bên trái, Cucurella, cầu thủ đang đạt phong độ cực cao tại kỳ Euro lần này, chắc chắn có một suất đá chính. Sự xuất hiện của cầu thủ Chelsea cũng giúp La Rosa đa dạng lối chơi, bởi anh chàng tóc xù có thể chơi như một trung vệ thứ ba khi triển khai bóng với những đường truyền sắc lẹm cho tuyến trên. Hộ thần Rodri cũng sẽ là cái tên không thể thiếu trong đội hình của huấn luyện viên Luis de la Fuente ở vị trí tiền vệ trụ, khi anh đang là một trong những người xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình. Hai cái tên còn lại ở tuyến giữa là Pedri và Fabian Ruiz cũng đang có phong độ cực cao. Họ sẽ hỗ trợ đắc lực cho thần đồng Lamine Yamal cùng với cơn lốc đường biên Nico Williams để khuấy đảo mọi hàng phòng ngự. Trong trận đấu với đương kim vô địch Italia, hai tài năng trẻ của Tây Ban Nha đã đem tới cơn ác mộng cho Di Marco và Di Lorenzo. Đây cũng sẽ là bài toán chưa có lời giải của Georgia trong trận đấu tới. Cuối cùng, mũi nhọn cao nhất trên hàng công của La Rosa sẽ là cái tên quen thuộc Alvaro Morata, người đang đạt phong độ cao trong máu đội tuyển quốc gia. Với dàn binh lực hùng hậu của mình, có lẽ Georgia sẽ cần một chút phép màu để có thể viết tiếp giấc mơ của mình trên nước Đức.
Tây Ban Nha hùng mạnh là thế, nhưng chúng ta cần phải dành những sự tôn trọng cho Kvaratskhelia và các đồng đội khi họ đã xuất sắc vượt qua vòng bảng Euro ngay trong lần đầu tiên tham dự. Nên nhớ rằng 3 năm trước, Georgia chỉ đứng thứ 96 trên bảng xếp hạng FIFA, vị trí rất gần với đội tuyển Việt Nam ở thời điểm đó, nhưng họ đã bứt phá ngoạn mục để làm rạng danh tổ quốc. Quốc gia bé nhỏ với dân số chưa tới 4 triệu người giờ đây đang góp mặt tại vòng loại trực tiếp của một giải đấu danh giá. Một câu chuyện cổ tích có thật và họ sẽ chiến đấu với niềm tin, lòng quả cảm trước mọi đối thủ. Bản lĩnh thi đấu của Kvaratskhelia và các đồng đội cũng không thể xem thường khi họ đã đánh bại đối thủ được đánh giá rất cao là Hy Lạp sau loạt lân lưu cân não ở trận playoff, giành vé tới Euro và giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha để lách qua khe cửa hẹp tiến vào vòng 1/8. Trước khi diễn ra trận đấu, ngôi sao lớn nhất của bóng đá Georgia, Kvaratskhelia đã tuyên bố rằng mục tiêu của đội bóng này là vô địch Euro và họ sẽ giành được chiến thắng trước Bồ Đào Nha hùng mạnh. Sau khi thành công thực hiện giấc mơ đánh bại thần tượng Ronaldo, ngôi sao của Napoli cũng đã không giấu được sự vui mừng. Tôi đã nhận được áo đấu của Ronaldo và chúng tôi đã lọt vào vòng đấu tiếp theo. Đây là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời người hâm mộ bóng đá Georgia. Chúng tôi đã làm nên lịch sử, không ai tin rằng chúng tôi có thể làm được điều đó. Với những tuyên bố của Kvaratskhelia cùng tinh thần dân tộc đang dâng cao của Georgia, không ai có thể khinh thường quốc gia bé nhỏ này. Iceland của năm 2016 với nhiều cầu thủ chỉ chơi bóng nghiệp dư đã hiên ngang tiến đến vòng tứ kết của Euro với sự quả cảm, đoàn kết. Và Georgia thậm chí còn có nền tảng tốt hơn để thực hiện giấc mơ đó. Bên cạnh ngôi sao trên hàng công Kvaratskhelia, họ còn sở hữu một Mamardashvili xuất sắc trong khung gỗ. Những màn thể hiện ấn tượng của thủ môn Valencia đang biến anh trở thành một cái tên cực kỳ hot trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Bên cạnh đó, Georges Mikautadze, người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Georgia trước Bồ Đào Nha, cũng đang thi đấu tại Ligue 1 cho Metz và sẵn sàng trừng phạt bất cứ sai lầm nào của La Rosa. Trong trận đấu lịch sử của bóng đá nước này, huấn luyện viên Willy Sagnon chắc chắn sẽ đưa ra những cái tên tốt nhất. Thủ thành Mamardashvili vẫn là người nắm giữ niềm tin của 4 triệu người dân quê nhà. Phía trên là bộ ba trung vệ Svekvelia, Kasia và Dvali. Trong khi đó, hành lang cánh sẽ là sự xuất hiện của Tisai Vili cùng với Kakabase. Bộ ba tiền vệ trung tâm là ba cái tên trẻ tuổi Mekvabisvili và Kochorasvili sẽ hỗ trợ cho ngôi sao của Bordeaux là Davitasvili. Trước khi đó, hai niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của huấn luyện viên Sagnon đó là Mikautadze và Kvaratskhelia, những người sở hữu tốc độ, sự lất léo và khả năng gây đột biến rất cao. Gà tí hon Georgia đã thực sự làm mê đắm người hâm mộ trên toàn cầu với sự quả cảm, quyết tâm và tinh thần tuyệt vời của mình. Tuy vậy, đối thủ của họ lại là một Tây Ban Nha không có điểm yếu ở thời điểm này và cũng đang cực kỳ cẩn trọng sau thất bại của người hàng xóm Bồ Đào Nha. Chính vì vậy, tôi tin rằng La Rosa sẽ hiên ngang đi tiếp sau 90 phút thi đấu chính thức. Câu chuyện cổ tích của người Georgia sẽ không kết thúc. Đây mới chỉ là khởi đầu cho đội hình cực trẻ trung của huấn luyện viên Willy Sagnon. Hành trình Euro năm nay của đội bóng sẽ truyền cảm hứng rất nhiều cho cả thế giới. Đó là những nhận định về cuộc thư hùng giữa Tây Ban Nha và Georgia vào rạng sáng ngày 1 tháng 7 sắp tới. Còn các bạn, liệu kịch bản nào sẽ xảy ra trong trận cầu này? Binh đoàn bò tót sẽ bắc băng về đích hay một cơn đại địa chấn sẽ xảy ra? Hãy cùng comment ý kiến của mình ở bên dưới để chúng ta cùng bàn luận nha. Và đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của biên tập viên Mai Anh Tài. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.